dẫu anh chỉ là hạt cát nơi sa mạc đốt cháy đời em, dẫu anh chỉ là bọt nước giữa muôn trùng sóng xô đại dương, yêu anh em dám sống cùng bên anh đến suốt đường dài, yêu anh vì anh luôn sống cho ngày mai. Dẫu anh chỉ là chiếc lá lá liệt cành những sớm mùa đông, dẫu anh chỉ là chiếc bóng dám tới địa ngục tôi hay nơi hoang tàn, yêu anh chẳng cần biết thời gian. Dẫu anh chỉ là viên đá xanh lẻ loi bên đường, anh ơi đã cũng khao khát yêu thương. Út có chuyện này vui lắm, nhưng không có nói ra được. Ba má mà biết á, là tôi chết luôn á. Có chuyện gì vui mà giữ bí mật dữ vậy? Nói nhỏ cho Mai Mai nghe đi, năn nỉ đó. Nói nhỏ nha, Mai Mai biết không, Út có bộ rồi nha. Một anh chàng rất là dễ thương và tài năng nữa. Thiệt hả? Chúc mừng Út nha. Mà anh đang làm gì, ở đâu? Ảnh là người xã bên, làm kinh doanh nhà đất ở Vũng Tàu á. Ảnh hơn mình 5 tuổi thôi, nhưng ba má và anh Tư cấm mình không được đi chơi với ảnh. Út buồn quá à. Tại tụi mình còn nhỏ mà, lại còn đang đi học, người lớn á họ khó tính lắm. Ồ. À, mà Út thương ảnh không? Thương chứ, mà ảnh cũng thương Út lắm. Ảnh hứa là đợi Út học xong á sẽ hỏi cưới Út làm vợ đó. Trời ơi, sao mà sớm vậy? Tụi mình còn nhỏ mà Út, tụi mình phải thi đại học, rồi phải đi học nữa chứ. Lấy chồng rồi, làm sao mà đi học? Thì anh nói vậy chứ Út đã đồng ý đâu. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mai Mai có thương ai chưa? Có thương anh Tư không dạ? Chưa đâu. Mai còn phải học đã, chuyện đó tính sao? À, anh Thắng khỏe không Út? Anh còn buồn gì với sẹo không? Hồi này á, ảnh lầm lì ít nói lắm. Ảnh cứ đi làm rồi về là ngủ không à? Ăn cơm xong á là qua nhà anh Toàn tập võ, tập đàn. Mà ảnh đàn hay lắm nha, mê ly luôn á. Vậy hả? Ừ. Tiếc quá à, Mai không có được nghe ảnh đàn. Út nè. Út rủ anh Thắng á, bữa nào rảnh á thì tụi mình đi chơi nha. Mai sẽ xuống đó đón Út và anh Thắng đi Vũng Tàu chơi. Thiệt hả? Để Út hỏi anh Tư thử nha. Đi Vũng Tàu á, tụi mình sẽ gặp chị Tuyền, chị Ngọc nữa, chắc vui lắm á. Út rủ anh Tư rồi gọi điện cho Mai nha. Thôi nha, Mai vô học bài nữa, rảnh á Mai sẽ điện thoại cho Út ha. Bye bye Mai, hẹn gặp lại. Bye. Ê da, đánh cái gì vậy? Đứng dậy tiếp nè. Ê da, vô mày. Trời ơi, ra ngoài rồi. Được rồi nha. Biết rồi mày. Thôi, hôm nay tập chạy đủ rồi, nghỉ đi các cháu. Dạ. Chú ơi, hôm nay con
Con đánh với nó, con gán nó 5-3 lần đó chú. Giỏi như vậy đó hả? Dạ. Thôi, khỏi tìm mất công. Hôm nay cô ấy không có ở đây đâu. Cháu tìm cô mặc đồ thể thao màu đen đúng không? Lệnh đánh của cổ có dán ở ngoài bảng thông báo kìa. Cháu có thể ra đó coi. Nhưng mà chú thật lòng khuyên cháu hãy từ bỏ ý định đó đi. Đẳng cấp của cổ đã vượt xa cháu nhiều. Sao chưa gì mà chú làm dục chí anh em vậy chú? Ủa mà cổ là ai, từ đâu tới? Mà sao có thể làm rung động cả một cái sân quân vật ở cái làng chài này vậy chú? À, chắc là chưa nghe danh của con đúng không? Chú à, nó sát gái có hạn luôn đó chú. Nó mà thấy con gái đẹp đó ha, là nó nhào vô tấn công liền. Không tấn công á hả, là nó về nó không ngủ được đâu chú ạ. À. Hay quá ha. Thôi, tới giờ chú có việc rồi. Chào hai cháu. Dạ. Hẹn gặp hai cháu vào buổi tới dạ. Ha. Dạ. Nhưng mà chú nói trước, chưa có người đàn ông nào ở khu vực này làm cho cổ cười đâu. Nếu mà cháu làm được điều đó thì chú sẽ miễn phí cho cháu một tuần tập tennis. Quá. Chuyện nhỏ. Vậy xem như con với chú đã thỏa thuận vậy nha. Mà còn có bạn con làm chứng nữa đó. Rồi được rồi. Tao nghĩ là hơi khó đó. Với toàn thiếu gia này cái gì cũng đơn giản. Thôi các cháu nghĩ đi. Có gì thì mình sẽ gặp nhau sau. Dạ. Dạ con chào chú. Con chào chú ạ. Ánh mắt anh hờ hững thờ ơ, nhìn em một thoáng, thoảng như mơ. Tâm hồn em xao xuyến từng giờ. Và thế rồi bao đêm mất ngủ. Thôi mình đi Bà Rịa đi, âm thanh xịn hơn. Đúng đó, mình đi Bà Rịa đi. Thôi ở đây cũng được mà, đi Bà Rịa xa lắm. Đi Bà Rịa ghé nhà hàng tối rồi hãy ca. Làm già trai ca mới bốc. Đi không Út, đi ha. Dạ, đi xa em ngại lắm. Hay là mình ca ở đây được rồi. Thôi mấy anh ơi, mình ca ở đây đi. Ca xong rồi về làng chài mình ăn hải sản. Đồ biển ở đó tươi và ngon lắm. Ừ đúng á, ăn hải sản tươi sống ngon hơn ha. Vô em. Mình đi em. Dạ. Đi em. Em tự đi được rồi. Nhanh đi hai chị. Cưng. Đi. Trời ơi sao mày bắt máy vậy, đi đâu đụng nổi. Hôm nay đâu có học võ. Alo. Alo Thắng hả? Nãy giờ mày làm gì mà không bắt máy? Tao đang ở ngoài giường, có gì không? Tao nhìn thấy Út Lành đi với mấy đứa con trai lạ. Vô quán karaoke nè, gần ngã ba đó. Tụi này lạ lắm, tao không có quen hả? Cái gì? Sao mày không ngăn nó lại? Trời ơi, tao tính kêu nó rồi, nhưng mà nó đi vô. Thôi, mày tới đây đi, tao đi con mình, tao ngại lắm. Ngại ngại cái con khỉ á. Đứng chờ tao đi, tao tới liền. Ừ, lẹ lên nha. Biết rồi. Ê, hả? Tới rồi hả? Tụi nó ở phòng nào? Có mấy đứa? Trời ơi, mày từ từ thôi. Tổng cộng có hai đứa con trai và hai đứa con gái. Mà tao nghĩ tụi nó chỉ vô hát thôi mà không sao đâu. Thôi được rồi, mày đi theo tao, nhanh lên. Ê, mày bình tĩnh thôi nha. Đã lâu lắm rồi, không về, thăm lại vô.
đi về. Ờ, anh Thắng, anh ở lại chơi với tụi em cho vui. Anh là ai? Ơ, mày đừng quá đáng nha. Ê thằng kia, mày làm gì vậy? Qua. Dạ. Mai mốt đừng có dẫn Út đi như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Mày đứng lại cho tao, đập nó. Đây chỉ là cảnh cáo thôi đó. Toàn, đi về. Ờ. Út, đi. Dạ. Có ảnh có sao không? Ừ. Tới rồi hả? Sao? Lâu vậy? Chuẩn bị xong hết rồi hả? Đây nè. Hả? Út lành đâu rồi? Ờ, thôi, mày đừng có giận nó nữa. Nó chỉ đi theo con Qua thôi mà. Ta hỏi rồi. Tại vì hôm qua, con Qua rủ nó đi cà phê. Nó còn con nít lắm. Mày tha cho nó đi nha. Ừ, đi. Đi. Bỏ qua thôi. Bỏ vậy chứ. Tụi con xong rồi chú. Tập luôn dạ, nha. Dạ. Mình tập liền đi chú. Con thấy ghiền quá rồi chú ơi. Tập tốt. Tập nhiều, chơi nhiều là ghiền ha, như ghiền gái gì đó. Ồ, quá. Chỉ tiếc là Thắng bỏ dạ. Tập nhiều quá. Tại vì con phải ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với lại tối con còn phải đi làm nữa. Cho nên con không có thời gian ạ. Thôi bây giờ thầy trò mình bắt đầu tập. Hai đứa đứng một bên. Bên này á, tập banh dài ha. Dạ. Rồi, chuẩn bị banh đi. Nè Toàn, lần này tao đánh trước nha. Chơi tốt nha. Ừ. Mày, ê. Mày á mày. Trời, nó đánh con kìa chú. Bắt đầu ha. Dạ. Nào, chuẩn bị. Được. Thôi, còn vô đi. Thôi, vậy là tốt rồi. Đánh thấp lại chút nữa. Tốt lắm. Rồi, Thắng vô đi con. Dạ, tới tao, ra mày. Vô đi mày. Hồi nãy đánh tao đúng không? Rồi. Tay này đưa lên một chút. Dạ. Tiếp. Thắng là phải tập trung. Đánh đúng kỹ thuật. Thẳng banh nè. Vuốt lên nè. Rồi đánh mạnh sau. Thôi. Hai đứa vô nghỉ mệt đi. Vô đi mày. Mày rảnh quá hả? Hai tuần nữa là hết khóa học rồi. Chú sẽ giới thiệu Toàn vào nhóm mới. Họ đang cần thêm hội viên. Họ đánh khá hơn cháu nhiều. Nhưng mà cháu còn trẻ. Cháu sẽ học hỏi thêm qua thực tế. Và sẽ tiến bộ nhanh. Dạ. Còn Thắng, sau này có thời gian rảnh thì cứ ra sân gặp chú. Dạ. Chú sẽ tập cho cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ừ. Toàn. Không ngờ vô này mày chơi tennis lại khá như vậy đó. Đúng là mỗi người đều có một sở trường. Ừ. Cuối cùng bây giờ mày đã thấy được khả năng của mình. Tao chúc mừng mày. Cảm ơn mày. Tao á thấy rất là hứng thú khi chơi tennis. Tao cũng muốn học võ học đàn nữa. Nhưng mà sự tập trung không được cao. Có lẽ cho tao hiếu động. Cho nên phải chơi những môn năng động mới được. Toàn á thì không mạnh. Nhưng mà động tác của Toàn á thì khá dẻo và khéo léo. Cháu sẽ chơi rất tốt nếu như cháu chơi thường xuyên. Dạ, con sẽ chơi thường xuyên ạ. Con phải học hỏi chú rất là nhiều ạ.
Với hai cháu thì chú lúc nào cũng sẵn lòng. Thôi bây giờ chú phải đi dạy cho mấy lớp khác. Hai cháu tự tập nha. Dạ, dạ. Rồi chào hai dạ, cháu. Dạ con chào chú. Được rồi được rồi. Chú đi ha. Ba ơi. Ông bà ngoại ơi. Dạ đi đâu hết rồi con? Đứng đây chờ mẹ nghe con. Mẹ kiếm cái ông bà ngoại đi đâu hết rồi. Dạ. Ủa má. Cho con dạ. Của bà. Trời chào ơi bà ngoại. Hôm nay về thăm ngoại hả? Dạ. Coi ngoài ẩm coi. Ôi dạ. Ôi bữa nay nặng quá ngoài ẩm hết nổi rồi. Ủa nhà đâu hết rồi má? Nhà có khỏe không? Má đỡ bệnh chưa? Ba con thì đi câu, Út thì đi học, Tư đang ngủ trong nhà. Bữa nay nó làm đêm mà. Mấy nay con tranh thủ không có làm nên về thăm má. Cả nhà khỏe hết không má? Ở nhà thì khỏe hết. Con má hơi yếu một chút. Mà má cũng đang uống thuốc bắc. Thôi vô nhà tắm rửa đi. Má ra làm sao bắt gà nấu cơm ăn. Dạ không cần đâu má. Con có mua vịt quay với bánh bao. Đủ hết rồi. Thôi cũng được. Bây giờ ra giường chơi với má. Má có chuyện muốn nói với con chút. Dạ. Để cho thằng Tư nó ngủ. Thằng Tư nó còn buồn với sẹo không má? Tội nghiệp nó. Nó quen rồi. Nhưng mà nó không thích tiếp xúc với đàn bà con gái. Nó cũng đang tự học để ôn thi tốt nghiệp. Mà sao không thấy nó nói gì thi đại học hết trơn. Thôi vô má. Ra sau giường đi con. Ủa, chị ba mới về hả? Ừ. Sao em không ngủ đi? Dậy sớm chi cho nó mệt. Tại vì em nghe tiếng thằng Cún về là em thức liền à. Là đây chơi với cậu này con. Con Cún, sao vậy con sao vậy? Cậu Tư mà. Cún. Đừng có bế con lên. Dạ. Cún, cậu Tư nè. Con, cậu Tư mà. Sao vậy? Sao con không chơi với cậu? Cậu Tư mà. Cậu Tư thương con mà. Con có còn hư lắm đó. Con có nhớ cậu Tư hay mua bánh cho con ăn không? Hả? Có phải cậu Tư hay bữa? Giờ cậu Tư chơi với con nha. Cậu Tư ập cháu ra giường chơi nha. Rồi. Dạ. Đó. Cậu Tư làm. Đi chơi với cậu Tư nha. Đi chơi nha. Đó. Ngoan nha. Đi chơi. Ngoan nha. Đó. Cậu Tư ập con cháu chơi nha. Cậu cháu ra giường chơi nha. Đi chơi với cậu với con. Ủa, má, má ngồi xuống đây đi. Con làm ngựa cho con cưỡi nha. Ngồi đi má. Con Út làm sao rồi má? Cái con đó, ham chơi lắm, không lo học. Lớn tầm ngọng, không ý tứ gì hết. Cười nói tí lia. Tụi con trai lãng giảng ngoài cổng nhiều lắm. May tụi nó sợ thằng Tư. Tại Út nhà mình đẹp mà má. Gái đẹp thì có nhiều người theo thôi. Ai theo không biết. Chứ mấy đứa con trai làng chài này không có đứa nào nên hồn hết. Con thấy thằng Toàn bạn Thắng cũng được đó má. Trời đất ơi. Con nói cái thằng Toàn, thằng đó là cái thằng ham chơi nhất cái làng này mà. Nó là mê gái nhất thiên hạ đó. Mà với con Lành á, nó lại rất tử tế nha. Nó cưng con nhỏ lắm. Nó mua quà cho con nhỏ hoài. Tụi nó là anh em mà má. Ủa mà ba dạo này còn nhậu không má? Cũng đỡ rồi. Thôi để đi vô nhà. Dạ. Đây con đỡ má vô. Ừ. Cẩn thận nha má. Sau sự kiện khánh thành nhà máy Amway tại khu công nghiệp Đồng Nai vào tháng 10 năm 2007, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn bán hàng trực tiếp Amway. Nè bà chưa cho tôi biết kết quả chuyến đi của bà và của ba đó nghe. Thì tôi cũng đang định nói cho ông hay đây nè. Tại hồi nãy tôi thấy ông về, ông than đói, rồi ông ăn cơm ngấu nghiến. Cho nên tôi để yên cho ông ăn đó. Vậy kết quả làm sao? Tôi đến trung tâm y học dân tộc, hỏi khoa hiếm muộn. Bác sĩ chuyên khoa hỏi cô ba kỹ lắm, rồi khám cho cổ.
Tôi ngồi ở ngoài đợi cả tiếng đồng hồ vậy á. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi ghi rõ cách dùng. Tụi tôi xuống quầy mua thuốc, về nhà uống theo hướng dẫn. Sau 20 ngày sẽ trở lại tái khám rồi lấy thuốc nữa. Mộng ơi, họ cam đoan á, sau 1-2 tháng là có kết quả. Tốt quá luôn. Vậy là chắc anh ba anh mừng dữ lắm đó bà. Mà bà có công đầu tiên á ngàn. Công xá gì hả ông? Tôi vui lắm. Ông coi đó, tôi với ông nè thì con cháu đầy đàn, còn anh ba với cổ á thì thui thủi với nhau có mình nè. Anh ba cũng già rồi. Cầu cho họ sớm được có con. Tôi may mắn á, lại được kết duyên với bà. Các con tôi nó trưởng thành cũng là một tay bà chăm sóc. Tôi được bạn bè quý mến cũng nhờ bà khéo léo quan tâm. Tôi không giàu vì bạn, mà tôi rất hạnh diện là tôi sang vì vợ. Ông chỉ giỏi nịnh vợ không à. Tôi sao được bằng ông. Bao nhiêu năm ông làm thầy giáo mẫu mực, lại được gian danh là ông Năm đàn bầu. Hai vợ chồng mình tuy không giàu, nhưng mà vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Như vậy là cũng thỏa nguyện lắm rồi ông à. Tôi nghèo, rồi cả đời không tặng nổi cho bà một chỉ vàng. Tôi cũng chưa tặng bà một cái gì nó quý giá. Tôi chỉ có mấy bản nhạc để tặng cho bà thôi. Út Lành, ra nhận quà giùm anh Tư nè. Chào anh. Chào Út. Út khỏe không? Nhận quà cho anh Tư nè. Quà, wow, bông hồng bữa nay đẹp quá ha. Mà anh không có cách gì để biết được ai gửi quà cho anh Tư hả? Anh không biết thiệt. Anh hỏi hết cơ quan rồi, cũng không ai biết hết. Hay là anh thử làm thám tử đi. Làm thám tử thì sẽ biết được hết. Lần sau á, anh hứa với Út nha, lần sau tới phải cho Út biết địa chỉ với tên người gửi nha. Út sẽ thưởng cho anh. Thưởng cái gì? Thưởng cho anh cái gì gì đó nha. Anh nói thiệt với Út, anh không dám hứa, nhưng nếu biết anh sẽ nói cho Út biết nghe. Thôi chào Út, anh đi nghe. Hẹn chủ nhật tuần sau gặp lại hen. Sao không ai tặng quà cho mình hết vậy ta? Mà anh Tư cũng không quan tâm gì tới hoa nữa. Mỗi lần mà thấy hoa anh chỉ kêu hoa đẹp đó. Chà, mùi cháo thơm quá. Tôi ngửi mà nghe đói bụng quá trời luôn đó bà. Bà nấu cháo gì đó, cho tôi ăn miếng coi. Nè, thơm quá. Mình càng già càng hư á. Em nấu cháo này á là theo hướng dẫn của bác sĩ. Em ăn thì mình mới có con được. Bộ mình định dành ăn với con đó hả? Không dám đâu, không dám. Cái đó là chỉ để cho mình ăn thôi. Còn tôi á, tôi ăn mì gói được rồi. Em giỡn thôi mà. Em nấu á cho mình ăn luôn đó.
hai vợ chồng ăn sẽ tốt hơn. Em sợ mình khó ăn thôi. Không sao hết, khó mấy đi nữa thì tôi cũng ăn. Chỉ cần ăn để có con với mình. Khó mấy tôi cũng ăn mà. Ăn vô có sức thì tôi mới giúp mình có con được chứ. Không chịu đâu. Mình kỳ quá. Mình già, nhưng chuyện đó mình đâu có già đâu. Mình này. Mình. Làm tới đâu rồi? Sắp xong rồi mẹ ơi. Nè, mẹ mới nấu xong mới nồi chè thập cẩm á, để trong tủ lạnh cho nó mát rồi. Chiều nay tập á thì nhớ trong giờ giải lao, nhớ đem ra mà hai thầy ăn nghe không? Mẹ đúng thật là tuyệt vời. Ở nhà chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Ờ, chắc là hai thầy tới đó. Để mẹ ra mở cửa nghe. Dạ. Dạ, chào bác, con mới tới. Chào dạ, chị hai, chào chị. Dạ, Thoại. Con chào hai thầy. Dạ, dạ con thưa hai thầy. À, bây giờ hai thầy vô trong nhà uống nước trước hay là mình ra sân tập luôn ạ? Ra tập luôn đi, rồi lát nghỉ vô uống sau. Ờ, dạ. Tập luôn đi. Cảm ơn chị. Dạ. À, để tụi tôi ra sau tập lát rồi dạ. Chút uống nước sau. Dạ. 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 Cá tươi ngon quá không? Nghỉ tay chút rồi chuyển cá vô cho kịp giờ. Dạ dạ. Khách hàng đã cho xe cá tới lấy cá rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, tụi tôi á sẽ làm nhanh thôi. Mày lên tàu á, lấy con cá thu tươi to nhất đem xuống đây cho tao. Dạ, có mấy con lận, nhưng mà anh muốn lấy con nào, mấy ký? Thì con 5 ký, hoặc con 2 ký, hoặc 3 ký, 2-3 ký cũng được. Anh mang về ăn hả? Sao nhiều dữ vậy, ăn sao hết? Dạ, nhà tao ăn sao hết, tao đem về biếu cho hai thầy. Thầy Ba Nghệ và thầy Năm Đợn Bầu á, hai thầy đã nhận thằng Toàn con trai tôi làm đệ tử rồi đó. Thiệt hả anh? Thằng Toàn nhà mình quay quá hả? Được cả hai ông thầy nổi tiếng văn võ nhận làm đệ tử, chứ tụi tôi là không có cửa rồi đó. Danh sư chỉ nhận cao đồ thôi. Đó, thằng Thắng bạn thân Toàn đã nổi danh hiệp sĩ, cả làng chài mình cũng được thơm lây á. Dạ. Tuyên. Ủa, sao nó trễ vậy? Có nào tán tỉnh nữa rồi phải không? Tôi á thì có hàng tá, chạy trốn cũng không hết. Nè, mà có chuyện gì mà bà đợi tôi vậy? À, tôi tính đợi bà nói cho bà là ông Toàn điện thoại cho tôi, nói là ông Toàn với ông Thắng sắp phải chơi tụi mình rồi đó. Ủa vậy hả? Chừng nào qua vậy? À, ông nói là để chủ nhật. À, nhưng mà để ông điện thoại lại đã. Hay quá. Vậy chừng nào họ qua tụi mình quậy một bữa nha. Ok. Bà đi nhiều biết nhiều chỗ đi chơi, còn tôi á tôi đâu có đi đâu đâu biết, nên là bà là chủ sĩ ngang. Ok, nhưng mà có ông Toàn á thì khỏi lo, tôi với ổng á học hành thì dở nhưng mà khoảng ăn chơi á thì vô tư đi. Nè bà đói chưa, mình đi ăn nha. Tôi về đi. Phòng nấu ăn được rồi, bà đi ăn đi. Thôi,
khỏi nấu, để tôi điện thoại cho anh Lý dẫn tụi mình đi ăn. Ờ, thôi, tôi ngại lắm, tôi không đi đâu. Với lại nhỏ Loan ở nhà nó nấu cơm rồi, tôi về ăn cơm với nó đây. Bye bye bà. Ờ, bà chăm thấy ghê luôn á. Bye bye. Ừ, mẹ, ngồi đây đi. Cho em hai tô đặc biệt nha chị ơi. Có liền. Dạ. Sáng nay á, con chở mẹ đi kiểm tra các giữa cá, coi họ bán sao. Ngoài cá dạ. của nhà đánh bắt, nhà mình còn thu mua thêm cá của các tàu ghe khác nữa. Phần lớn á, cá được giao cho thương lái mà lên Sài Gòn. Một phần á giao cho các giữa cá, còn một phần á giao cho các chợ. Vậy là mẹ quản lý hết tất cả các mạng lưới hả mẹ? Chứ còn ai nữa. Nhưng dạ. phải thông qua các đầu mối. Mỗi một đầu mối thì có một người quản lý. Dạ. Quan trọng là công việc giao hàng phải chính xác, sổ sách thì phải thật rõ ràng. Dạ. Thu chi thì phải đúng thỏa thuận. Dạ. Phải có uy tín và phải giữ được uy tín. Nhưng quan trọng là phải bám sát thị trường để biết và giải quyết ngay được mọi việc. Ừ, con bái phục mẹ sát đất luôn á. Ừ, sao bao lâu nay mẹ không cho con biết vậy? Thì mẹ muốn con đậu vào đại học, chứ mẹ không muốn con biết sớm, để con còn chuyên tâm vô học hành. Nhưng con làm mẹ thất vọng quá. Ừ, nhưng mà làm nghề này cũng có nhiều tiền mà mẹ. Nhưng đây là nghề tôm cá, không có danh giá. Mẹ cứ nói vậy không à. Thời buổi này á, cứ có tiền là có tất cả mà. Có tiền á, mình sẽ có danh vọng nè, và quyền lực nữa. Mẹ muốn có tiền, sang trọng, mà còn phải có địa vị nữa kìa. Nếu mà con vô đại học, sau này về mở công ty thu mua, hoặc là chế biến cá gì gì đó, con làm mẹ thất vọng quá. Mẹ ơi, hay là mẹ để con phụ giúp mẹ làm việc nha. Còn những chuyện sau này á, thì để sau này mình tính tiếp. Con sẽ làm được việc mà. Có lẽ nó lớn thật rồi. Ai mà lâu nay cứ sáng chủ nhật là gửi điện qua cho mình vậy ta? Bông hồng này cũng đẹp đó chứ. Ai vậy ta? Chào anh tìm ai? Chào cậu. Cậu là Thắng hiệp sĩ phải không? Dân, tôi là Thắng đây. Anh là ai mà anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Tôi là Lê, đệ tử Phái Nhất Nam. Nghe danh Thắng đã lâu nên tới đây làm quen để trao đổi võ thuật. Cậu sẽ tìm tôi chứ? Được thôi, chúng ta ra ngoài vườn gọi cho mát. Hiện giờ mẹ tôi đang ở trong nhà, không được khỏe, chúng ta ra ngoài vườn đi. Cũng được, ở ngoài vườn mát là tốt hơn. Báo cáo hiệp sĩ Lan Trai, tôi là đại úy hình sự Lê Hùng, xin được ý kiến hiệp sĩ. Chào anh. Chào Thắng. Đúng rồi, đó, nhẹ nhàng thôi, chậm chậm, sai rồi, cái tay sai rồi kìa. Hay lắm.
Coi nè. Đúng rồi. Kéo nhẹ về. Con đàn hay lắm. Dạ, cảm ơn thầy. Nói thiệt nghe, nếu nói về nghệ thuật chơi đàn bầu là ông hết vốn để dạy cho con rồi. Thầy đừng có khen con. Con còn phải học nhiều thứ ở thầy nữa mà. Thầy nói thật á, bây giờ á, thầy chỉ hơn con á ở một chút kinh nghiệm thôi. Con còn thiếu một khâu hết sức là cơ bản. Là cái gì vậy thầy? Là nhạc lý. Thầy mới dạy được cho con cách đọc nốt nhạc trên một bản nhạc. Dạ. À, mà đó đó chỉ là căn bản để mà học đàn. Mà đàn theo kiểu tài tử thôi. Nếu con muốn tiến xa hơn, để đàn trong một ban nhạc, trong một dàn nhạc, rồi đàn cho ca sĩ hát, à, thì con phải học giỏi nhạc lý, rồi phải nâng cao và chuyên sâu hơn nữa. Thầy ơi, con thì không muốn học chuyên nghiệp đâu. Con cũng như là thầy thôi. Đàn mà theo sở thích của mình đó. Con chỉ muốn đàn cho nhóm của mình nè, với lại dân làng chài nghe là được rồi. Như vậy là vui rồi thầy à. Mình đàn á, cái chính là mình vui là được rồi. Dạ. Đờn ca tài tử mà. Nhẹ nhàng thôi. Nè ông ba ơi, hai thầy trò ông ngồi nghỉ một chút đi. Thầy ngồi uống nước đi thầy. Chưa? Dạ. Ráng tập đi. Dạ. Cố gắng lên. Dạ thầy uống đi thầy. Cảm ơn con. Dạ. Ngồi nghỉ một chút uống nước đi con. Anh Năm, thằng Toàn có rất nhiều tiến bộ, luyện thái cực quyền rất là khá. Thầy, bao lâu nữa thì thằng Toàn mới đấu lại được với con? Con tập võ một mình, không có đối thủ, nhiều khi đối kháng thấy nó ngứa tai lắm thầy ơi. Ê, cái gì? Mày ngứa tai hả? Ờ. Tối nay ra sân tennis, tao đánh mà tao gãi ngứa cho mày hết ngứa thì thôi nè. Nói thì làm nha. Ừ. Nè, thằng Toàn bây giờ á, tôi thấy nó cũng có ưu điểm rồi. À, bây giờ ngồi nghỉ một chút không, cho nó khỏe đi. À, rồi con hãy lấy cây đờn, đờn cho ông nghe một bài, mà phải đờn cho hết bài Con Kinh Xanh Xanh nghe. Ừ, dạ. Thì ông mới khen á là giỏi nghe chưa. Dạ. Nhưng mà con chưa thuộc hết nữa. Bữa nay con sẽ cố gắng học thuộc, con sẽ đàn được để cho ông coi. Ừ. Uống nước đi rồi đợi chị mày. Bài này hay quá. Cô gái trong bài hát giống như là Mai Mai vậy đó. Nhỏ Tuyền với nhỏ Ngọc lúc nào cũng nói mình là khô như ngói. Họ nghĩ là mình không biết yêu à. Họ đâu có biết á, là Mai Mai đã đi xuống biển lấy mất trái tim của mình đem đi mất tiêu rồi. Mình đâu còn tình cảm để nghĩ vô cô gái khác nữa. Ủa, sao con không đàn nữa đi? À, ba, hôm nay ba không đi câu hả? Hôm nay trăng lên muộn, ba đi câu đêm. Nhưng mà khi nào con đi làm á, thì ba mới đi câu. Câu đêm á, ba nhớ mặc thêm áo, vì ở ngoài biển á, ban đêm lạnh lắm. Ừ. Con á, dạ, cũng đừng nghĩ mình khỏe mà chủ quan. Dạ. Trực đêm ở ngoài biển á, nhớ mà đội cái nón lên. Dạ. Sương đêm nhiều lắm á con. Ba yên tâm, lúc nào trên đầu con cũng có nó bảo vệ trên đầu hết á. À. Hai cậu em thôi, đi. Không có cổng đâu. Đi.
Diễn biến thị trường tài chính thế giới và Việt Nam đang rất xấu, lạm phát cao, giá vàng thì lên nhanh. Mình phải có biện pháp đối phó ngay thôi em à. Dạ, nhưng mà không biết bắt đầu bằng giải pháp nào trước đây nè. Anh quyết định sao? Phải cắt giảm thêm chi phí đầu vào, dừng mọi hoạt động đầu tư. Em lên kế hoạch lập quỹ dự phòng khoảng 2 tỷ tiền mặt, có thể quy ra vàng hoặc ngoại tệ cũng được. Em cũng nghĩ như vậy đó. Duy trì được như gia đình mình như vậy là quá tốt rồi. Vợ chồng mình khỏe, các con đều ngoan và học giỏi, như vậy là quá đủ rồi phải không anh? Em lúc nào cũng hiểu anh. Em nè, hay là để anh kêu các con tới kiểm tra coi tụi nó học hành sao ha. Dạ. Nè hai đứa, đã đem ba biểu nè. Dạ. Có chuyện gì vậy ba? Trời ơi, chơi cái gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại gì nè con. Dạ, tại hai đó má. Hai bác con cõng hai hoài à. Ai bị út thua lại còn ăn gian nữa. Mà sao út dạo này nặng dữ vậy? Hai cổng không nổi luôn á. Thôi, hai chị em đừng có cãi nhau nữa. Nghe bà hỏi nè, kết quả học tập của các con như thế nào? Chị hai nói trước đi. Dạ, con được kết quả xuất sắc. Tốt lắm. Vậy còn Út Tuấn? Dạ, con lại giỏi. Giỏi thôi hả? Vậy là Út Tuấn vẫn còn thua chị hai rồi đó nha. Con trai mà thua con gái thì đâu có hay đâu. Phải cố gắng hơn nữa mới được đó. Dạ. Còn chị hai, con ráng kèm Út thêm nha. Dạ, thưa má. Cũng sắp tới giờ ăn rồi, hai đứa vô tắm rửa cho mát thì ăn mới ngon được. Dạ. Lẹ đi con. Hai đứng lại. Thôi, đừng có chạy giỡn nữa. Hai. Có lẽ phải tuyển một đứa thư ký giỏi để phụ mẹ tính toán sổ sách thôi. Sổ sách nhiều quá, mẹ mệt quá đi. Giá mà con học hành đàng hoàng thì mẹ đâu có cực như vậy. Thôi mà mẹ, mẹ cứ ca hoài. Từ từ á, rồi con cũng sẽ học được thôi. Con sẽ làm được mà. À, hay là bây giờ con sẽ kiếm gấp cho mẹ một thư ký riêng nha. Ừ, kiếm liền đi. Kiếm đứa nào lớn tuổi một chút cũng được, khỏe mạnh, mà nhất là phải giỏi vi tính nè. Mà lương bao nhiêu hả mẹ? Rồi thời gian làm việc như thế nào hả mẹ? Làm việc cả ngày, có việc thì làm, không có thì ngồi chơi. Phải giỏi ha. Lương cao một chút cũng được. Dạ, ok, con hiểu rồi mẹ. Rồi, vậy đi. Mẹ vô lo cơm nước trưa nay cho cha con bay à. Dạ.